Việt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 1 năm 2018, cũng là buổi phát thanh lần thứ 2425 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức. Mời quý vị cùng theo dõi những tin chính sau đây. Hồng Kông trục xuất 68 người Việt nhập cảnh bất hợp pháp. Trùm địa ốc Vũ Nhôm muốn sang Âu Châu tị nạn chính trị. Cá chết hàng loạt trên sông Phụ của tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch huyện Quốc Oai Hà Nội đột ngột mất tích suốt tuần qua. Báo chí Trung Quốc lại lên tiếng đe dọa nước Úc. Từ trong tù, thủ lãnh đối lập Campuchia gửi thông điệp năm mới. Chi tiết những tin chính nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Tiếp theo là chuyên mục Chuyện nước non mình, Nguyễn Tường Thụy qua bài viết Phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga đàn áp gia tăng mức bạo ngược. Ông đã vạch trần bản chất vô nhân tính của Cộng sản Việt Nam qua việc đàn áp dã man những người ủng hộ các nhà đấu tranh trong các phiên tòa xử tù nhân lương tâm. Giữa chương trình là tiết mục Đất nước đứng lên, tác giả Trung Nguyễn đã khẳng định phía trước Đảng Cộng sản là mất tất cả. Và chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của Đào Tăng Dực tựa đề Trị quốc và mưu kế chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Chi hội Phụ nữ Âu Cơ Colorado trong lịch vàng 365 ngày năm 2018. Đồng thời cũng để vinh danh anh Đỗ Văn Thái, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Bá Cơ. Vào ngày 28 tháng 12 vừa qua, Sở Di trú Hồng Kông đã thuê một chuyến bay Vietnam Airlines để trục xuất 68 người Việt nhập cảnh bất hợp pháp. Báo chí Hồng Kông cho biết, trong số 68 người nói trên, có 38 phụ nữ và trẻ em dưới 2 tuổi. Nhóm người này đã đến Hồng Kông trong 10 tháng qua, với hơn một nửa đã nộp đơn xin tị nạn, nhưng đều bị Sở Di trú phủ nhận tư cách tị nạn. Mặc dù Sở Di trú Hồng Kông khẳng định là 68 người này tình nguyện hồi hương, nhưng trong quá khứ có rất nhiều di dân bất hợp pháp đã bị nhà cầm quyền Hồng Kông cưỡng ép lên các chuyến bay mà họ thuê bao để đưa về nước. Theo số liệu của Sở Di trú Hồng Kông, thì tính từ năm 2015 đến nay, hơn 5.000 người Việt Nam đã vượt biên đến Hồng Kông xin tị nạn. Ông Ray Mitchell, một luật sư Singapore, hôm qua xác nhận là ông được mướn để lo thủ tục xin tị nạn cho ông Phan Văn Anh Vũ, người đang bị Việt Nam truy nã với tội danh tiết lộ bí mật quốc gia. Luật sư Cho cũng xác nhận là ông Vũ đã bị câu lưu tại Singapore vào hôm 21 tháng 12, sau khi Bộ Công an Việt Nam thông báo với Singapore là họ đã hủy bỏ sổ thông hành của ông Vũ. Tuy nhiên vì thời hạn câu lưu đã vượt quá 48 tiếng đồng hồ, nếu muốn giam giữ lâu hơn thì phải có phán quyết của tòa án Singapore. Mặc dù ông Cho không tiết lộ là ông Vũ muốn xin tị nạn tại quốc gia nào ở Âu Châu, nhưng một nguồn tin cho biết là ông Vũ muốn xin tị nạn tại nước Đức, vì ông đang nắm giữ một số tài liệu quan trọng về vụ an ninh Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức và đưa về nước vào năm ngoái. Được biết ông Vũ không những là một trùm kinh doanh địa ốc, ông còn phục vụ trong ngành tình báo của Bộ Công an Việt Nam với cấp bậc thượng tá. Lần đầu tiên trên sông Phụ, thuộc địa phận huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra hiện tượng cá chết trắng sông, khiến người dân vô cùng hoang mang, vì không những chỉ có cá chết, mà nhiều đàn vịt nuôi thả gần sông cũng lăn ra chết sau khi ăn các con cá chết này. Theo tường thuật của cư dân thị trấn La Hà, thì hiện tượng này xảy ra trên sông Phụ từ 3 ngày trước. Với số lượng cá chết càng lúc càng nhiều, bất kể là cá lớn hay cá nhỏ, thậm chí loài lươn cũng không tránh khỏi, ngay cả loài vịt cũng lăn ra chết khi ăn các con cá chết này, khiến người dân càng thêm hoang mang. Cho đến hôm nay, nhà cầm quyền huyện Tư Nghĩa mới cho người xuống để tìm hiểu nguyên nhân. Nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đã ra lệnh cho công an truy tìm tung tích ông Nguyễn Hồng Lâm, chủ tịch huyện Quốc Oai, bị mất tích từ ngày 26 tháng 12 đến nay. Lệnh truy tìm được đưa ra vào hôm qua sau khi bí thư huyện Quốc Oai xác nhận với báo chí là ông Lâm đã không đến văn phòng làm việc và cũng không gọi được số điện thoại của ông.
Trước đó gia đình cũng trình báo về vụ mất tích của ông Lâm. Giới truyền thông Trung Quốc, cầm đầu là tờ Hoàn Cầu Thời Báo, đã lớn tiếng đe dọa nước Úc là chớ nên can thiệp vào tình hình ở Biển Đông nếu không muốn gây căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước. Trong một bài viết lời lẽ hung hăng, một chuyên gia thuộc Học viện Hải quân Trung Quốc tuyên bố là nước Úc đã thay đổi lập trường sau khi Hoa Kỳ quyết định gia tăng các cuộc tuần tra ở Biển Đông. Vì thế, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để trả đũa nước Úc về mặt ngoại giao và kinh tế. Nhận định về lời đe dọa nói trên, giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng tờ Hoàn Cầu Thời Báo đang đóng vai trò một con chó hung hăng được nuôi dưỡng bởi Trung Quốc để lớn tiếng đe dọa bất cứ quốc gia nào bất đồng ý kiến với các chính sách của nước này. Ông Kham Sokha, thủ lãnh đối lập Campuchia, nhân dịp đầu năm đã gửi một thông điệp ra ngoài, nội dung kêu gọi người dân Campuchia hãy tranh đấu cho cuộc tuyển cử năm nay được tự do và công bằng. Trong lá thư dài 2 trang được con gái lén mang ra từ trong tù, ông Sokha nhấn mạnh là đất nước Campuchia đang có nguy cơ bị các nước Tây phương cô lập và bao vây kinh tế để phản đối việc giải tán phe đối lập của chính quyền Hun Sen. Lá thư kêu gọi nhà cầm quyền Hun Sen hãy tạo cơ hội cho người dân được chọn lựa người đại diện cho mình thông qua một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Trong thư, ông Sokha cũng kêu gọi đoàn kết quốc gia và tránh sử dụng bạo lực để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Trong khi đó thì tại Iran, hơn 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ vào hôm Chủ nhật 31 tháng 12 vừa qua. Thế nhưng trong bài diễn văn đầu năm mới, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tiếp tục cảnh cáo người dân là nhà cầm quyền sẽ mạnh tay đàn áp các cuộc xuống đường phản đối tệ nạn tham nhũng và đà suy thoái kinh tế. Với tỷ lệ thất nghiệp hiện đã lên tới 28% trong giới trẻ. Kính thưa quý thính giả, gia tăng mức khủng bố bằng cách đánh đập dã man và cướp đồ của những người ủng hộ các nhà tranh đấu trong các phiên tòa, thực chất chỉ là làm gia tăng sức mạnh để đẩy chế độ mau đi đến đường cùng của sự sụp đổ mà thôi. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga, đàn áp gia tăng mức bạo ngược của Nguyễn Tường Thụy sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Việc đàn áp người ủng hộ bị cáo trong các phiên tòa xử tù nhân lương tâm là phi pháp, nhưng không phiên tòa nào là không có. Đặc biệt trong phiên tòa phúc thẩm vụ án Trần Thị Nga, thì việc đàn áp mang tính bạo ngược của Công an Cộng sản Việt Nam là chưa từng thấy. Cần nhớ lại, phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhiều người bị đánh, bị cướp đồ và cướp tiền khi nổ ra biểu tình. Phiên tòa sơ thẩm Phan Kim Khánh họ chỉ cho quần chúng tự phát xin sự. Còn tại Cao Lãnh, khi xử Bùi Thị Minh Hằng, công an lùng sục bắt cả 100 người nhưng không có chủ trương đánh và cướp bóc. Trừ trường hợp Trương Dũng bị đánh trộm khi anh đang chờ xe trở về Sài Gòn. Nhưng trong phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga, thì công an chủ trương bắt bớ và khủng bố ngay từ đầu. Có 3 người bị đánh đập hết sức dã man, mang tính đồng thù. Một đoạn đường Trường Chinh, nơi có trụ sở tòa án bị chặn ở 2 đầu giao lộ, công an các loại đứng dày đặc. Một nhóm nhân chúng vừa xuất hiện tại góc phố xế phiên tòa được mấy phút thì bị bắt gọn. Một số người tìm cách đưa tin về phiên tòa này thì thoát khỏi. Trong số những người bị bắt, công an lập tức phân loại tách ra 3 người mà chúng để ý từ trước, rồi đưa giam riêng ở đồn Minh Khai để đánh. Chuyện lập biên bản, thẩm vấn chẳng có ý nghĩa gì với chúng. Mục đích chính là đánh trả thù, cướp máy và các vật dụng khác. Anh Trương Văn Dũng kể, anh bị chúng đánh ngay từ đầu và bị đánh nhiều lần.
Mỗi lần chúng tạo ra một lý do để đánh, bắt đưa đồ ra, không đưa, đánh. Bắt cởi đồ mặc trên người ra, không cởi, đánh. Mặc dù đáng tuổi con anh, nhưng chúng nói năng rất hỗn xược. Anh nói lại thì bị đánh. Tất nhiên không làm theo ý chúng thì chúng dùng bạo lực, vẫn cướp được đồ của anh, vẫn lột được áo anh đang mặc. Anh bị trấn lột một ba lô, một điện thoại iPhone 5S, một cục sạc pin, một chứng minh thư, hai quyển kinh cứu khổ, một số thuốc chữa bệnh. Cả hai ổ bánh mì anh chưa kịp ăn cũng bị cướp nốt. Tuy Mai Phương Thảo được trở về, nhưng vẫn còn đau đớn, mệt mỏi, uất ức và căm phẫn. Trong chương trình phát trực tiếp tối hôm đó, Thảo kể lại rằng, vừa đứng được 2 phút, thì một lũ đầu trâu mặt ngựa khoảng 50 tên ập đến lôi mọi người lên xe, trầy xước hết cả chân tay. Chúng đưa cô về đồn rồi đánh. Chúng kéo lê cô trên sàn nhà, đạp cô ngã ngửa, đạp vào gầm bàn, đánh vào mạng sườn. Chúng bắt khai đi với những ai, bắt mở mật khẩu. Tất nhiên Thảo không bao giờ khuất phục. Thảo cho rằng sự đau đớn của cô không thấm tháp gì so với Trần Thị Nga và những gì hai đứa trẻ con của Nga phải chịu. Còn Trịnh Đình Hòa có lẽ là người ôn hòa hơn cả, nhưng cũng bị đánh và cướp 2 điện thoại Samsung và giấy chứng minh nhân dân. Anh kể, chúng rất đông và ăn nói thì sặc mùi đầu gấu. Anh bị đánh phủ đầu ngay khi dám hỏi danh tính tên thẩm vấn. Anh lại mắc sai lầm khi tưởng công an không bao giờ đánh dân nên hỏi công an hay công đồ mà lại đi đánh người. Và lại bị đánh tiếp với lý do đã mang tiếng công an đánh người thì mang tiếng luôn một thể. Rồi chúng dọa giết. Dao cũng có sẵn rồi nha. Trịnh Đình Hòa đã từng bị chúng đánh hôm xử sơ thẩm Trần Thị Nga cũng tại Phủ Lý. Chúng không quên anh, nên hả hê dằn mặt. Lần trước bị đánh sưng mắt mà không nhớ à. Bị mấy ngày mới khỏi vậy. Chúng còn dở giọng, nói anh đổ tội cho công an đánh khi viết trên Facebook. Qua quan sát thấy những kẻ khủng bố, đánh người dã man không phải là công an Hà Nam, mà là của Bộ Công an vì chúng đi bằng xe mang bản số của Bộ. Và chúng biết rất rõ từng người trong khi thẩm vấn và đánh đập họ. Chưa bao giờ có chuyện khủng bố, đánh đập người vô lý, trắng trợn như thế này. Điều này nói lên nhà cầm quyền dung túng cho ngành công an xé bỏ pháp luật, mặc cho họ lộng hành, toàn quyền làm theo ý muốn. Nhà cầm quyền bất nhân, bỏ tù tới 9 năm, một người phụ nữ đang phải nuôi 2 con nhỏ, lại trả thù, đánh đập người bày tỏ cảm tình với Trần Thị Nga vô cùng bạo ngược. Chúng muốn cô lập Nga hoàn toàn, bằng cách dù bỏ tù rồi, nhưng dứt khoát không cho ai yêu thương và ái mộ. Độ bất nhân tăng lên ở chỗ đó. Chúng muốn gì nữa? Phải chăng để thỏa mãn cơn tức giận và để răn đe? Chúng có đạt được mục đích không? Hãy tìm câu trả lời trong tuyên bố của Mai Phương Thảo sau khi bị đánh như tử. Chúng mày có thể đánh đập thể xác tao, nhưng không bao giờ chúng mày lấy được linh hồn tao. Những gì chúng mày làm hôm nay là vết nhơ của lịch sử. Ai là kẻ đã huấn luyện những con người vốn từ nhân dân trở thành những kẻ say máu? Đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Khủng bố không phải là phương pháp bảo vệ chế độ. Ngược lại, nó làm cho đất nước ngày càng loạn và chỉ đẩy chế độ mau đi đến chỗ sụp đổ mà thôi. Trịnh Đình Hòa, nạn nhân trong vụ khủng bố bạo ngược này cũng cho rằng, đất nước này sẽ gặp đại họa nếu ngành công an được dung dưỡng, cho đi ăn cướp, trấn lột và lừa đảo nhân dân. Như lời của một vị quan, một học sĩ uyên bác và cũng là nhà ngoại giao vào thế kỷ 18 là Lê Quý Đôn đã xác chứng rằng, năm nguy cơ dẫn đến mất nước như sau: trẻ không kính già, trò không trọng thầy, tham nhũng tràn lan, binh kiêu tướng thoái, sĩ phu ngoảnh mặt. Bây giờ, một người dân bình thường cũng thấy xã hội đã hội tụ quá đầy đủ năm nguy cơ này. Còn những kẻ lãnh đạo hiện nay, toàn những người tự cho mình có lý luận,
chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Đài phát thanh đáp lời sông núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Chi phí mỗi buổi phát thanh do đồng hương khắp nơi đóng góp tài chánh được giảm trừ thuế lợi tức. Quý vị ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Xin cảm ơn quý vị.